Khốn kiếp. Ai đó? Nè, ai vậy? Ôi mẹ ơi, Giang Thụy. Bây giờ cô đắc chí quá ha. Có biết đây là xe của ai không? Mau chạy đi chỗ khác đi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ chết người đó. Lão Hoàng, Mã Gia, Mã Gia, chị Tam đưa cậu về nhà. Cậu nói cho lão Hắc thông tin của chúng tôi à? Chị Tam, nếu thật sự tôi có nói mà tên đó lại biến tôi thành thế này sao? Vậy cậu bị lão Hắc bắt như thế nào? Hôm đó tôi phát hiện kho hàng của chúng ta bị cậy mất. Tôi sợ chị và anh Tư sẽ tính sổ với tôi cho nên tôi bỏ trốn. Nhưng trên đường lại gặp phải người của lão Hắc. Sau đó bọn họ liền bắt tôi. Chị Tam, tôi biết chị nghi ngờ là tôi tiết lộ cho lão Hắc. Bây giờ tôi ở đây thề độc với chị, lão Hoàng tôi tuy tham sống sợ chết, nhưng tôi sẽ không làm ra chuyện bán đứng chị và anh Tư. Hai người có ơn với tôi mà. Nếu tôi làm chuyện đó sẽ bị sét đánh chết. Vậy là hàng của tôi bay mất rồi phải không? Anh Tư, có vài lời tôi không dám nói, nhưng tôi cảm thấy là lão Hắc cướp đó. Anh nghĩ coi, hắn ta ngang nhiên chống lại chúng ta, chắc chắn hắn đã phái rất nhiều tai mắt đi khắp nơi nghe ngóng về chúng ta. Nói một câu không nên nói là ở trên đất Hải Nguyên này, thần không biết quỷ không hay, có thể tìm ra kho hàng của chúng ta. Chỉ có lão Hắc mới có bản lĩnh này thôi. Nghe hiểu rồi. Ý của cậu là hàng mất rồi, tôi không thể làm gì, có phải không? Anh Tư à, đây đều là lỗi của tôi. Tôi có tội là tôi không coi chừng tốt. Anh Tư hãy cho tôi thêm cơ hội đi. Lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm nữa đâu. Anh Tư, tôi tin cậu, bởi vì cậu không có lần sau nữa. Anh Tư, tha cho tôi một lần đi. Tha cho tôi một lần đi anh Tư. Anh Tư, ba người đợi trên xe, tôi tự mình đi. Cuốn này bao nhiêu tiền? Tùy anh. Giao dịch bắt liền, giao dịch bắt liền. Đứng yên, cảnh sát, đứng lại. Đứng yên, không được chạy, đứng lại.
đứng lại. Phim được dịch và lồng tiếng tại nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá, lượm đi, lượm đi. Mau đi. Chia nhau đi. Tới phủ đi. Mày đúng là cớm à. Còn đứng đây làm gì? Đi mau. Nhanh. Đi mau. Đi, nhanh lên. Cảm ơn anh Tư. Đưa cho tôi. Tôi lấy cơm cho. Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, có phải chúng ta nên tổng kết lại không? Anh Tư, chắc chắn đã có người chỉ điểm, nên cớm mới ôm cây đợi thỏ. Nếu không sao có thể chính xác như vậy chứ? Anh Tư, thật ra vừa xuất hiện tôi đã cảm thấy không đúng rồi. Nếu không phải chị Thụy phản ứng nhanh, chắc chúng tôi đều đã bị bắt rồi. Tôi có vài vấn đề vẫn chưa nghĩ rõ ràng. Mọi người thử phân tích một chút. Cậu tên Lý Quy phải không? Vừa rồi cậu nói cái gì? Cậu nói cậu vừa đến nơi đã cảm thấy không đúng rồi. Sao hả? Có cảnh sát sao? Không có. Chỉ là trực giác thôi. Anh Tư, giác quan thứ 6 của tôi chính xác lắm. Cậu cảm giác chính xác như vậy, tại sao không dừng cuộc giao dịch? Cậu cố ý à? Còn cô Tiểu Thụy, cô vừa mới nói chắc chắn là có người chỉ điểm. Cô đã nói là chắc chắn. Vậy là ai? Hành động lần này, ngoài bốn người ra, còn có tôi và chị Tam cùng với Di Đại Chí biết. Di Đại Chí thì đã chết rồi. Nếu không phải bốn người chỉ điểm, lẽ nào là tôi và chị Tam sao? Có khả năng đó không?
Vậy chắc chắn mấy người sẽ nói là Di Đại Chí rồi. Chị Tam nói với tôi, Di Đại Chí đi theo chị ta hơn một năm, từng bán hàng hơn 20 lần. Trước kia đi bán hàng cùng với Mã Gia đều không có vấn đề gì. Chỉ có lần này xảy ra vấn đề. Tại sao? Còn cậu nữa, hoàng tử dũng cảm, người họ hàng xa này của cậu nói cậu mê chơi game. Tôi đoán chắc là cậu ham mê chơi game bắn súng phải không? Tôi chưa từng chơi game, tôi mới chỉ chơi súng thật thôi. Vậy thì tôi muốn hỏi cậu, bàn phím chơi game và cò súng thật có gì khác nhau? Còn nữa, cậu có biết hôm qua cậu đi làm cái gì hay không? Ai cho phép cậu nổ súng giữa đường? Anh Tư, thứ nhất, súng này không phải của hoàng tử, là của cảnh sát. Thứ hai, anh nghĩ chúng tôi muốn nổ súng sao? Anh nghĩ chúng tôi không biết nổ súng sẽ nguy hiểm cỡ nào hay sao? Nếu trong lúc đó hoàng tử không nổ súng thì Giang Thụy đã chết rồi. Chúng tôi đi đến bây giờ vô cùng vất vả, sóng gió không hề dễ dàng gì. Tôi biết anh nghi ngờ chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chỉ muốn sống. Tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì anh em đồng bọn của chúng tôi có thể tiếp tục được bình an. Cho nên không cần biết người kia có phải là cảnh sát hay không, cho dù là ông trời, chúng tôi cũng bắn. Mấy người còn ngồi đó làm gì? Không nhìn ra tình hình gì sao? Rượu này có thể uống tiếp được không? Nè nè, mọi người bình tĩnh chút đi. Có chuyện gì nói rõ ràng là được rồi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Mấy cậu cũng ngồi xuống đi. Đem qua cho anh Tư xem.
Mã Gia xác nhận Di Đại Chí là người của cảnh sát. Di Đại Chí thật sự là cảnh sát à? Thật ra anh Tư cũng không có ý gì đâu. Làm nghề của chúng ta cẩn thận thận trọng đã quen rồi. Có những người thật sự biết mặt không biết lòng, cho nên anh Tư có chút nghi ngờ cũng rất bình thường thôi. Nhưng bây giờ đã xóa bỏ nghi ngờ rồi. Có đúng không anh Tư? Ừ. Tịnh Tịnh rất có cá tính. Được rồi, cạn ly cho qua chuyện này. Rót rượu. Tôi vẫn còn một câu hỏi. Đừng căng thẳng, nói chuyện tự nhiên thôi. Chỉ là tôi rất tò mò, tình cảm giàu sinh ra tử giữa phụ nữ mấy cô đã thành lập kiểu gì vậy? Tiểu Thụy vì Triệu Vi Vi có thể theo chị Tam đi làm việc phim được dịch và lồng tiếng buôn bán nguy hiểm này, tại sao lại bám nghề dữ vậy? Rất đơn giản, vì tiền đó. Tất cả đều là vì tiền, đây không phải lý do. Đúng đó Tiểu Thụy, có câu chuyện gì hay chia sẻ với mọi người đi. Được thôi, nếu như mọi người quan tâm tới như vậy, vậy thì tôi sẽ nói. Nếu không đêm nay anh Tư không ngủ nổi vì suy nghĩ về tôi. Tôi rất muốn suy nghĩ về cô đó. Chúng tôi đã cùng nhau giết người. Giết ai? Là bạn trai cũ của chị Vi Vi. Hắn là một tên nghiện, cứ uống rượu là thích đánh người. Hắn ta ép chị Vi Vi đi vay nặng lãi, nếu không vay sẽ bị đánh dữ dội hơn. Có một lần đánh rách khóe mắt của chị ấy. Tôi nhìn thật sự chịu không nổi, muốn xử lý giùm chị ấy. Nhưng không ngờ tên này lại yếu như vậy. Mới đấm có một cú, đầu đã va đập vô góc bàn, chết rồi. Hết cách, phân thây, chôn xác. Chôn ở đâu? Anh Tư quan tâm vậy à? Một câu chuyện đặc sắc như vậy, tôi phải biết kết cục chứ. Dùng ngập nước Thanh Hà. Vị trí cụ thể tôi không cần phải nói nữa chứ. Được, rất hay, rất đặc sắc. Lão Hắc, alo anh Hắc, tìm tôi có chuyện gì không? Chị Thụy, nghe cô nói kìa, tôi là người hay kiếm chuyện sao? Tôi chỉ muốn mời chị Thụy cùng đi ăn cơm thôi. Cơm của anh Hắc thì thôi, không có hợp khẩu vị lắm. Được, đợi tôi đặt xong địa điểm sẽ cho tài xế tới đón cô. Được, vậy tối nay gặp. Lão Hắc này, sớm muộn cũng phải xử lý hắn ta. Được rồi, mọi người đi về đi. Vậy hôm nay cảm ơn chị Tam và anh Tư đãi cơm. Chúng tôi về trước, tối nay còn phải đối phó Lão Hắc nữa. Được, đi đi.
có được. Anh Hắc à, con nhỏ này đang giả bộ hồ đồ với anh đó. Anh không nhìn ra sao? Tôi không thể hiểu nổi, vậy mới nói cô không có não. Giang Thụy này tuy mới tới Hải Nguyên chưa được bao lâu, nhưng ở trong giới không ai là không biết về cô ta. Nếu như tôi có thể kéo cô ta về phía tôi, vậy chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Cô xem, bên trái có cô, bên phải có cô ta. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể hoàn toàn đá chị Tam ra khỏi Hải Nguyên. Ý thì đúng là như vậy, nhưng anh không phát hiện cô gái này nói sao cũng không chịu nghe sao? Đừng có vội mà, thiên hạ làm gì có bữa tiệc nào không tàn. Trên thế giới này không có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Vấn đề là chúng ta sắp xếp ra sao thôi. Cứu Triệu giữa dòng dây, có biết không? Vậy thì Ngụy cứu Triệu chứ ta. Cô đừng quan tâm cái gì cứu Triệu nữa, cứ quậy đục nước lên cho tôi trước đi. Nếu cần tiền tôi sẽ chi. Một khi có tin chị Tam xuất hàng, tôi đều sẽ thanh toán hết. Tôi muốn khiến chị Tam hoàn toàn mất hết danh dự ở Hải Nguyên này. Tôi hiểu rồi anh Hắc. Anh muốn bao vây chị Tam, khiến chị ta trở tay không kịp, sau đó khiến Giang Thụy ngoan ngoãn đứng về phía chúng ta. Ý, đoán đúng rồi đó. Phim được dịch và lão Hắc lại đến nữa, vẫn là vì chuyện đó muốn kéo tôi nhập bọn. Cái này tôi nghĩ đến rồi, hắn không lôi kéo được cô sẽ không cam tâm. Đến chỗ của tôi giành người, vậy mà hắn cũng nghĩ ra cho được. Chị Tam, hắn nói hắn đang nắm giữ nguồn hàng ở Hải Nguyên. Lớn lối vậy sao? Vậy nguồn hàng đó từ đâu tới? Cái này không nói, nhưng trong hắn ta có vẻ rất tự tin. Cô cẩn thận chút đi, tên này là người tàn nhẫn ác độc, nói không chừng sẽ ra tay với cô đó. Mong còn không được, kêu hắn mau tung chiêu đi. Dạo này tình hình căng thẳng, đừng ra ngoài gây chuyện nữa. Tôi biết rồi, chị Tam, cúp máy nha. Chị Tam, trễ như vậy có chuyện gì không? Lão Hắc quá ngông cuồng rồi. Hắn nói hắn có nguồn hàng, muốn đá tôi để độc chiếm thị trường Hải Nguyên vài năm qua. Chị lại nóng nảy nữa rồi. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi, ngày mai làm rồi nói. Không phải chúng ta làm việc 24 tiếng sao? Chuyện của lão Hắc lựa riêng một thời gian nói chuyện. Anh Hắc nói rồi, có người mua hàng của họ, lập tức gọi điện thoại. Được. Anh Hắc, những đầu mối giao dịch với cớm chúng ta cung cấp đã giúp họ rất nhiều. Bây giờ chị Tam đang thê thảm, tổn thất nặng nề. Tốt lắm, tốt hết chỗ chê. Nói cô nghe, mấy ngày nữa thôi, chị Tam này hoàn toàn mất uy tín. Cô ta sẽ trở nên thúi quắc. Tôi xem ai dám lấy hàng của cô ta. Mùa xuân của chúng ta đến rồi. Anh Hắc thật sáng suốt. Đương nhiên, đúng rồi. Để mắt tới Giang Thụy cho tôi. Mặc dù tôi không múc được cô ta về dưới trướng, nhưng cũng không thể để chị Tam xài. Anh Hắc yên tâm, tôi vẫn luôn để mắt. Bây giờ cô ta rất biết điều, không có hành vi nào bất thường. Vậy thì tốt, chúng ta hãy chờ đợi khoảnh khắc giang lên hồi chuông báo tử với chị Tam.
Gặp lão Hắc rồi. Thằng cha họ Hắc đó đâm sau lưng chúng ta, hàng chúng ta đã mất sạch. Lão Hắc là một tay xã hội đen chở búa. Đấu với hắn nhất định phải dùng một số thủ đoạn, nếu không chắc chắn không xử được. Phải khử lão Hắc. Nếu không, Nam Hoa, Hải Nguyên chúng ta, thậm chí các thị trường khác đều bị hắn phá nát. Chị Tam, chị có từng nghĩ chưa? Chúng ta dốc sức làm thị trường Hải Nguyên nhiều năm, hàng đến từ đâu, đi về đâu, chúng ta đều hiểu rất rõ. Hàng của lão Hắc từ đâu đến? Tóc xoăn, mang đồ vào đây để chị Tam xem thử. Được. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Nhìn cho kỹ. Đây là hàng gì vậy? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy? Hàng của lão Hắc, uống xong bay được luôn, thậm chí không cần ướp lạnh. Cho nên lão Hắc không quan trọng. Quan trọng là ai đã đưa hàng này cho hắn. Tôi thấy có thể xài con bài gian thủy rồi. Anh muốn làm gì? Lão Hắc năm lần bảy lượt mời gian thủy gia nhập băng đảng. Để gian thủy thăm dò hắn đi. Mọi người uống trước đi, tôi qua kia một lát. Được, được. Tìm cô trong đám đông, cuối cùng cũng thấy. Thấy điệu nhảy này của anh trai ngon lành không? Vô cùng đỉnh. Nhắm mắt lại. Mở ra. Bất ngờ quá anh Hắc. Đi, vào phòng riêng uống thỏa thích một bữa. Được, anh Hắc, mời vào trước. Tôi đã đặt phòng riêng cho anh rồi. Tôi còn mấy người khách, xong việc sẽ tìm anh. Nhớ kỹ, khách khác không quan trọng. Tôi là khách duy nhất của cô. Chờ cô đó. Lật đổ chị Tam, anh Hắc có thể độc quyền toàn bộ thị trường Hải Nguyên. Em gái, cô nói gì vậy? Ăn giọng bất chấp, khó lòng đi xa. Anh Hắc tôi tuy là một người thô lỗ, vẫn hiểu rõ đạo lý này. Tôi và chị Tam của cô, nước sông không phạm nước giếng. Cô ấy đi đường cô ấy, tôi đi đường tôi. Đạp đổ cô ấy với tôi có ích lợi gì? Tuyến dưới của chúng tôi liên tục bị chặn. Trên đường Hải Nguyên còn ai dám phạm thái tuế? Em gái, vậy là cô chưa biết rồi. Tôi nói cho cô nghe, cho dù cô đến từ Nam Hoa, nước trên đường Hải Nguyên này sâu bao nhiêu, cả dân địa phương như tôi cũng không biết được. Nói gì cô? Anh Hắc cũng không biết. Vậy đúng là sâu thăm thẳm rồi. Ý, hôm nay chơi gì đây? 4 hay 8 cũng chịu anh. Có hai người thôi hả? Chỉ có hai chúng tôi. Có tôi nữa. Tịnh Tịnh của tôi, mau tới đây. Chờ cô thôi đó. Nước này đúng là sâu. Không sâu, không sâu, không sâu. Cô đi đâu vậy? Cả buổi cũng không vào. Đúng thiệt là bận tiếp khách. Nè, uống đi. Chị
Chị Tam, uống trà đi. Trà hoa hồng không làm mất ngủ đâu. Cà phê là của tôi. Anh Tư chu đáo quá. Chu đáo gì chứ, tôi là người thô lỗ. Giang Thụy nói lão Hắc chết cũng không nhận. Hắn là người báo cảnh sát chúng ta. Chị tin không? Không tin hết. Có điều bây giờ không thể nắm thóp hắn. Anh có thể làm gì hắn? Bây giờ tôi chưa muốn đụng tới lão Hắc. Anh Tư có ý tưởng gì không? Có. Nhưng chị phải hợp tác với tôi. Hợp tác thế nào? Tôi nói chị đừng giận. Tôi vẫn chưa tin tưởng Giang Thụy. Vẫn muốn thử cô ấy. Chỉ để chắc chắn cô ấy một lòng với chúng ta, không phải cùng lão Hắc phản chúng ta. Lúc đó tôi mới thật sự giao việc cho cô ấy, để cô ấy giúp chúng ta giết lão Hắc. Muốn tôi phải làm gì? Chị Tam, nói đi. Hôm nay ngoài đi đánh golf ra, không biết còn chuyện gì khác không? Chỉ đi chơi thôi. Cô đừng nghĩ nhiều quá. Tôi không muốn nghĩ nhiều đâu. Nhưng từ khi anh Tư đến, tôi luôn thấy anh Tư là người đứng đầu của tập đoàn Thiên Phương. Tập đoàn lớn như vậy, không được có bất kỳ sơ suất. Bây giờ thị trường cạnh tranh gay gắt, đến con cá nhỏ như lão Hắc cũng muốn gây sóng gió. Cho nên suy nghĩ và hành động cẩn thận, không phải dùng để nói mà là để hành động. Đừng nói mấy chuyện này nữa. Cô tin chị Tam là được rồi. Tôi tin. Nhưng tôi phải sửa lại câu của chị Tam. Lão Hắc không phải là cá nhỏ, là cá ương thúi quắc. Đúng, tôi có thể ngửi thấy khi cô nói câu này. Chơi gôn có vấn đề gì sao? Hoàng tử gửi tin nhắn cho tôi nói chuyện này đột ngột, nghi ngờ có bẫy. Vậy là anh Tư vẫn chưa tin tưởng Hải Dung. Một lời nói dối phải che đậy bằng 10 lời nói dối. Nói tới nói lui, bản thân cũng bị cuốn vào đó. Anh Lưu, anh ở nhà. Tôi sẽ phối hợp liên lạc bất cứ lúc nào. Cao Đạt, Tam Mập và Quệ Tâm phối hợp với đội trưởng đoàn. Đi. Chị Tam, tôi cầm cho. Chị Thụy, hôm nay tôi không chăm sóc cô, tôi chăm sóc chị Tam nha. Đúng là giỏi nịnh hót. Chị Tam cười không khép miệng rồi. Mở miệng ra chỉ biết nịnh hót lấy lòng. Có điều không khó chịu. Mời chị Tam. Chị Thụy, có thường chơi golf không? Mới chơi được 2 lần, đều đi cùng chị Tam. Không giống cô, chắc là kỳ cựu rồi. Tôi hả? Vẫn thích đi làm đẹp hơn. Cảm thấy sao? Có tiền thật tốt. Có tiền hay không là một chuyện, quan trọng là trong lòng cảm thấy sao. Hôm nay chúng ta chỉ đến đây thư giãn, cho nên cô cứ tha hồ mà chơi.
phim được dịch và chị Tam, lâu rồi không gặp, chị ngày càng xinh đẹp, miệng của anh ngày càng ngọt đó. Mấy vị này là bạn của chị Tam à? Đều là thẻ đen cao cấp. Chị Tam, hôm nay đánh sao? Tôi dẫn em gái tôi đi chơi. Được, mời đi lối này. Hiện tại chỉ theo dõi được bãi đậu xe. Sân golf không có thiết bị theo dõi nào. Cô mở màn hình theo dõi ở bãi đậu xe vừa rồi, chiếu lên cho tôi xem thử. Dừng. Phóng to ra. Nhìn thái độ của Hải Dung, chắc là cô ấy đã nhận ra gì đó rồi. Hôm nay Lan Khê tham gia trò này đúng là hơi lạ đó. Chẳng lẽ anh Tư đang giấu chị Tam chuyện gì để Lan Khê đi một chuyến? Chỉ vì gói đồ nhỏ này, không đến mức phải huy động nhiều người như vậy đâu. Tiểu Thụy được đó, mới học đã biết rồi. Sư phụ dạy hay. Hai người tập sao rồi? Chúng tôi thì bỏ đi, chúng ta đến khu vực phát bóng. Được, đi. Tình huống này là sao? Xuống xe. Mau. Mau. Quệ Tâm, liên lạc với anh Lưu. Sếp Đoàn, biển số này là của Hải Nguyên. Hôm nay họ có hành động sao? Lão Đoàn, bên cậu sao rồi? Lão Lưu, hiện tại có hai xe cảnh sát Hải Nguyên chạy về phía sân golf. Hôm nay họ có hành động gì phải không? Không đâu, tôi báo cho Lão Bạch rồi. Vậy thì gọi cho Lão Bạch, hỏi hai chiếc xe cảnh sát đó đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ làm liền. Tiếng Anh của chữ gold trong đó có bốn chữ, mọi người biết không? Green oxygen light and friendship, màu xanh oxy ánh sáng và tình bạn. Tiểu Thụy có chuẩn bị ở nhà trước. Được đó. Báo cáo, tìm được người báo tin chưa? Là một báo cáo nặc danh. Tiêu rồi. Bây giờ Hải Dung đang gặp rắc rối. Có phải cậu nghĩ có người đặt bẫy Tiểu Hạ không? Chắc chắn. Vậy để tôi nói Lão Bạch đừng hành động. Đừng. Cậu còn đừng cái gì nữa. Đây rõ ràng là chúng đào hố bẫy Hải Dung mà. Chắc chắn chúng đã gọi cảnh sát. Cảnh sát đi xong lại quay về. Điều đó chứng tỏ Hải Dung nằm vùng. Để họ kiểm tra, không thể ngừng hành động được. Được, cậu quyết định đi. Tôi đánh cả đời cũng không thể đuổi kịp. Cậu đánh lần đầu đã rất khá rồi. Tiểu Thụy cũng không tệ, đánh rất xa. Nhanh. Xuống xe. Chị Tam, chúng ta có nên đi không? Chị Tam, chúng ta đi không? Không được di chuyển. Bao vây họ.
Mấy anh làm gì vậy? Mời phối hợp kiểm tra với chúng tôi. Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, bên này không tìm thấy. Một chú chó dễ thương. Mấy tuổi rồi? Đây là chó nghiệp vụ, xin đừng can thiệp công việc của chúng tôi. Nó muốn ăn bánh không? Nè, anh cầm đi. Đội trưởng, bên này có biến. Đi, qua bên đó, đi. Đây là gì? Tôi vẫn thấy khó hiểu. Trước khi vào sân, bỏ thứ này vào túi bóng trước mặt tôi. Chuyện này là sao? Lại muốn chơi tôi à? Có gì đâu. Chẳng phải không có chuyện gì sao? Đều là người từng trải qua sóng to gió lớn. Vở kịch nhỏ này có gì mà căng thẳng? Lan Lan, thật ra có chuyện gì? Tôi không biết chuyện gì hết. Hai người hỏi anh Tư đi. Nghi thôi. Chị đến đây hỏi tội tôi sao? Anh có gì muốn nói không? Không muốn giấu chị. Nếu không đã không để Lan Lan đi cùng. Là tay chân lâu rồi. Không thì chị có thể quay về không? Anh có nghĩ tới tôi không? Chẳng phải không có chuyện gì sao? Lan Lan đổi hàng thật về rồi. Chuyện này là tôi muốn cảnh tỉnh Giang Thụy, không phải chị. Tôi biết anh không nhắm vào tôi, nhưng Giang Thụy là do tôi đưa vào. Tôi đã sàng lọc cô ấy nhiều lần, thậm chí còn đỡ cho tôi một dao. Tôi nói với anh rồi mà. Chị Tam, làm việc cảm tính sớm muộn cũng hủy hoại mọi chuyện. Phim được dịch và lồng tiếng tại... Chị nói không sai. Chúng ta lập tức dốc toàn lực đối phó Lão Hắc. Nếu như Giang Thụy trong sạch, cô ấy sẽ là một trợ thủ tài giỏi đắc lực dùng để đối phó Lão Hắc. Nhưng nếu không trong sạch, cuối cùng chị và tôi sẽ bị cô ta giết. Ai đây? Tôi ra ngoài quan sát, sếp. Có động thái gì mới không? Cô có biết một người gọi là chú Hoa không? Đến hiện tại tôi vẫn chưa biết chính xác chú Hoa là ai. Chỉ nghe chị Tam, anh Tư nhắc tới ông ta. Mỗi lần nhắc tới người này đều cẩn thận dè dặt, không dám lỗ mãng, cảm thấy rất coi trọng. Còn nữa, gần đây Lão Hắc cứ lôi kéo tôi gia nhập băng đảng. Theo hắn nói, hắn có nguồn cung hàng cố định, mượn dịp này đá chị Tam đi, độc quyền chiếm thị trường Hải Nguyên vài năm qua. Hắn còn vô cùng tự tin nữa. Ngoại trừ chị Tam và anh Tư, nguồn hàng của hắn đến từ đâu chứ? Đây là xã hội đen tự xử, tự cắn nhau.
Cô cứ để chúng cắn đi, càng tưng bừng càng tốt. Còn người tên chú Hoa, theo như những gì cô nói, tôi nghĩ ông ta là tuyến trên của chúng. Cho nên giai đoạn tiếp theo, trọng tâm công việc của chúng ta, làm rõ chú Hoa này quan trọng tới mức nào, thật ra đóng vai trò gì. Hoàng tử, sao hôm nay mời chúng tôi ăn tối vậy? Sinh nhật chị Thụy hả? Tôi đánh cậu bây giờ, sinh nhật của tôi cũng quên. Thật ra hôm nay là ngày gì? Hôm nay không là ngày gì hết, chỉ là tôi chiêu đãi một bữa thịnh soạn thôi. Bữa thịnh soạn? Có mấy con tôm đất? Ăn tôm đất trước, thịnh soạn ở khúc sau. Đừng lề mề, mang hết lên đây đi, tôi đói còn lạnh nữa. Mau lên. Gì đây? Nhìn đi. Có bạn gái rồi sao? Cậu thích kiểu này hả? Đây chẳng phải là fan cuồng Ngọc Mai của sếp sao? Vẫn là chị Thủy đáng tin. Cô ấy đúng gu cậu hả? Ai nói chứ, mọi người nhìn đi. Nhìn bình luận đi. Bình luận thế nào? Nhìn kỹ vào. Có thấy vấn đề không? Tôi theo dõi phòng chat này nhiều ngày, nhận ra những bình luận này rất kỳ lạ. Tôi đã chụp ảnh màn hình và so sánh chúng, phát hiện vấn đề nằm ở những bình luận này. Những tin nhắn bình luận này hoàn toàn không có ý giao tiếp với nữ streamer. Tôi đã xem tất cả lịch sử video của cô ấy. Những bình luận này không phải trao đổi giữa cô ấy và người hâm mộ của cô ấy. Cách thưởng thức đặc biệt như vậy, mọi người không nghĩ có chứa thông tin sao? Theo phán đoán sơ bộ, những thông tin này có chứa đựng địa chỉ và số tiền. Nói thêm đi. Tôi theo dõi những bình luận này, lần theo dấu vết địa chỉ trang web, đều là trượt băng. Giống chuyện mua bán thịt heo của Thôi Thế Dân, giống y hệt luôn. Tôi nói mấy ngày qua cậu nôn nóng phân cao thấp với tôi, thì ra là nghiên cứu món này. Được đó, không nói nhiều. Bữa này tôi mời. Được đó anh Quy, bây giờ có thể chuyển khoản luôn, tôi sẵn sàng nhận. Bận bàn việc, bận bàn việc. Hoàng tử, cậu tiếp tục theo dõi. Tôi sẽ báo cáo sếp tình hình ở đây. Yêu cầu anh ấy liên lạc với đội Hải Nguyên, xem thử bên họ có nắm được tình hình gì không. Nếu như cùng một chiến tuyến với chúng ta, rất dễ xử lý. Nếu không phải, chứng tỏ Hải Nguyên còn có nguồn ma túy khác. Được. Chuyện này để tôi đi cho. Dù sao bây giờ thân phận của tôi ít bị nghi ngờ nhất. Được đó. Đúng lúc lão Hắc đang theo đuổi cô, có thể đẩy hết mọi nghi ngờ về phía hắn. Xin chào, chào mừng những bé cưng mới tham gia. Cảm ơn cơn gió đông của dưa leo nhỏ. Mai Mai đang chắp tay. Bắn tim, bắn tim. Cảm ơn món quà lớn của mọi người. Cảm ơn các bảo bối. Lão Lưu, gần đây chúng tôi tìm thấy dấu vết băng đỏ ở Hải Nguyên. Sau khi trinh sát điều tra kỹ lưỡng, cơ bản xác định được nhiều đối tượng tình nghi sản xuất buôn bán ma túy. Chúng tôi muốn hành động thu lưới càng sớm càng tốt. Chẳng phải anh cũng đang làm án băng đỏ sao? Tôi muốn nghe ý kiến của anh. Tôi nói thẳng luôn, bây giờ cậu hành động càng ngày càng nhanh rồi đó. Nếu như anh không có ý kiến gì khác, chúng ta phải hành động luôn. Địa bàn của cậu chẳng phải do cậu quyết định sao? Được rồi. Được, tốt. Được rồi, được rồi, được. Hầm để xe tòa nhà Hải Long. Hầm để xe 2C. Phim được dịch áo thun trắng. Một người đàn ông trung niên, không được bứt dây động rừng. Nhớ phải theo sát. Hiểu rồi. Tiểu Lưu, bám theo, bám theo. Yên tâm, đang bám theo. Bắt
Trưởng đội Bạch, hắn quẹo về hướng đường bến tàu. Có vẻ địa điểm giao dịch đã thay đổi. Bây giờ tôi sẽ qua đó. Hướng đường bến tàu dân cư đông đúc. Tổ 2 lập tức tiếp ứng. Chú ý an toàn của người dân xung quanh. Tổ 2 nhận lệnh. Tổ 2 nhận lệnh. Đội trưởng, mục tiêu đang trên đường bến tàu hướng tới phố Hồng Cừ. Đậu xe cách ngã tư 50m. Các nhóm chú ý, bắt khi giao hàng, bắt khi giao hàng. Tổ 1 nhận lệnh, tổ 2 nhận lệnh. Hành động, hành động. Cảnh sát, đứng im, đứng im, đứng im. Tại sao bắt tôi? Tại sao? Đứng im, thả tôi ra. Mèo, gần đây có làm chuyện trái phép không? Tôi chạy. Đừng chạy, đứng lại. Cảnh sát bắt người, cứu mạng. 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 Nhận tội theo luật sẽ được khoan hồng, sửa đổi lỗi lầm, quay đầu là bờ. Thật sự là tôi làm lần đầu. Đừng như vậy mà. Đủ rồi. Coi đây là đám đầu đất mấy anh phải không? Hay là tìm kiếm ngôi sao tự thân, còn ở đây diễn với tôi. Được, diễn. Diễn hết sức đi. Tôi không có diễn mà. Nè, mấy người thật ra muốn tôi nói gì đây? Băng từ đâu đến? Đồng bọn chơi với nhau thôi. Đồng bọn tên gì? Toàn là ra ngoài chơi bời, không có tên chính xác. Chuyện này tôi thật sự không biết mà. Sản xuất băng và bán hàng. Định tội bên nặng bên nhẹ anh không biết sao? Muốn gánh tội thì anh phải thực tế. Dù sao chủ nguồn hàng ở Hải Nguyên cũng chỉ có mấy người. Anh cảm thấy nói hay không, tôi hỏi hay không, không quan trọng. Anh đừng có hù tôi. Anh có biết loại băng tìm thấy trong nhà anh không? Không biết. Loại băng đỏ mới nhất chưa xuất hiện trên thị trường lại có ở nhà của anh. Xem ra anh còn sản xuất ma túy. Hình phạt sản xuất tôi có thể nói với anh. Anh hù tôi. Đằng Lâm Nhạc, hay gọi là anh Nhạc. Đừng nói anh không biết. Thủ đoạn giặc này của anh không thể gánh tội thay cho anh ta. Ở chỗ này, thứ ba tuần trước, có rất nhiều hình. Hay là chúng ta ngã bài nha. Đội trưởng Bạch, đằng Lâm Nhạc nhận rồi, hành động không? Chọn đi, đúng. Đi. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Tôi nói, tôi lấy hàng từ anh Nhạc. Phí lời, cần anh nói à? Tôi không biết sao? Tôi vất vả đưa anh vào đây để làm gì? Còn chuyện này nữa, anh Nhạc đứng sau anh Hắc, ông chủ cung hàng lớn nhất. Chuyện này chắc anh chưa biết.
Đây được tính là lập công không? Nói từ từ. Anh không vội bắt anh Nhạc sao? Anh nói thêm, chúng tôi bắt hắn dễ dàng hơn. Anh làm được không? Chỉ cần biểu hiện lập công hay vẫn muốn gánh tội? Không muốn khoan hồng, tội càng thêm tội. Tôi nói anh lâu rồi, không có anh chúng tôi vẫn xử lý đàn Lâm Nhạc được. Vai trò nhỏ của anh không quan trọng với chúng tôi đâu. Quan trọng. Tôi nói, nói hết những gì tôi biết với anh. Sao rồi? Được đó. Được chứ. Ngon không? Hai chị em, ngon đó. Anh đừng nói, nhìn ngon thật sự mà. Đúng rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Anh Hắc mời. Đến đây mau. An tĩnh. Mau lên. Dừng lại. Không có gì, tiếp tục đi. Cảnh sát, đứng yên. Alo, anh Nhạc, xưởng của chúng ta bị hốt rồi, anh mau chạy đi. Dừng xe kiểm tra. Dừng xe. Điều tra cho tôi, tên tài xế xe tải đó là ai? Dạo này đã đi những đâu? Quan hệ xã hội thế nào? Có từng phạm tội không? Có bao nhiêu điều tra bấy nhiêu cho tôi? Nhanh lên đi. Dạ, chị đội trưởng Bạch.
Chị đội trưởng Bạch, được rồi, đã làm một vụ lớn rồi. Đây là ly của cậu phải không? Căn cứ hiểu biết của chúng tôi, nguyên liệu trong xưởng này của hắn vẫn chưa điều tra được nguồn gốc. Tôi nghĩ cái này là quan trọng nhất. Cái tên Lão Hắc đó tạm thời vẫn chưa bắt hả? Tôi nghĩ phải đợi thêm. Nước. Anh Dung và chị Tịnh mời Lão Hắc ăn cơm. Chắc là muốn xài mỹ nhân kế để cậy miệng. Tên này không khó đối phó đâu.